Xin chào tất cả các bạn, các kỳ thi lại chuẩn bị vào giai đoạn nước rút rồi. VN Infographic hy vọng các bạn đã chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới. Ngày hôm nay, tôi sẽ nói với các bạn các sai lầm mà các bạn không nên thực hiện trong lần thi sắp tới. Vậy chúng ta hãy bắt đầu nào. Đầu tiên là hãy tưởng tượng rằng tất cả các bạn đã sẵn sàng và chờ đợi bên ngoài phòng thi. Chỉ còn có 15 phút nữa thôi là các bạn sẽ bắt đầu bước vào phòng thi. Bạn sẽ làm gì trong khoảng thời gian này? Ta mở sách ra và bắt đầu học hết cái này đến cái khác. Các bạn thân mến, đây là sai lầm đầu tiên của các bạn. Không nên tiếp tục ôn thi khi đang ở trong những giây phút cuối cùng này. Bạn chỉ làm cho mình trở nên căng thẳng hơn mà thôi. Tin tôi đi, nếu các kiến thức đó bạn nhớ thì các bạn đã nhớ rồi. Không cần phải lúc nào cũng xác nhận lại vào những thời điểm cuối cùng này nữa. Do đó, thay vì ráng đọc lần cuối cùng này, thì hãy dành những giây phút cuối cùng để hít thở thật sâu và bình tĩnh trở lại. Hãy tin rằng bạn đã biết hết về nó. Sai lầm phổ biến nhất trong các kỳ thi mà các thí sinh cho biết đó chính là họ không đọc câu hỏi một cách chính xác. Hãy cố gắng đọc thật kỹ các câu hỏi nhé. Đôi khi các câu hỏi có chứa những từ không và với tất cả sự căng thẳng trong đầu, chúng ta thường có xu hướng sẽ bỏ qua từ đó. Ví dụ như, trong đề thi sẽ có câu hỏi, trong các đáp án này, đáp án nào không đúng? Đôi khi chúng ta sẽ bỏ qua từ không. Do đó, hãy chú ý kỹ hơn vào từ đó bằng cách gạch chân nó trong câu hỏi và tìm ra câu trả lời chính xác. Bằng cách đó, nó sẽ giúp cho các bạn tránh những sai lầm thật ngớ ngẩn. Một điều nữa liên quan đến việc đọc chính xác các câu hỏi. Đó là hãy kiểm tra mọi trang của đề thi, hãy lật tất cả các trang để kiểm tra có câu hỏi và đáp án nào bị bỏ sót hay không. Sai lầm phổ biến tiếp theo mà các học sinh mắc phải, đó là các bạn đã bỏ qua các câu hỏi khó và sẽ thử nó vào lúc sau, nhưng bạn lại không quay lại nó sau khi đã làm xong các câu hỏi khác. Sau khi hoàn thành bài thi, các bạn sẽ quên mất rằng bạn còn những câu hỏi chưa được làm ở giữa đề. Nếu bạn vẫn chưa chắc chắn rằng câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào và muốn thử nó sau này, hãy khoanh tròn câu hỏi trong đề thi bằng bút chì hoặc ghi nó vào giấy nháp. Để sau khi các bạn đã làm xong bài thi, thì các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được câu hỏi này. Nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc bạn nhìn vào phần bài làm vì bạn sẽ rất dễ bỏ qua hoặc nhầm lẫn. Sai lầm tiếp theo mà học sinh mắc phải trong các kỳ thi đó là dễ bỏ cuộc. Vì vậy, Kình muốn nói với các bạn rằng không bao giờ mất hy vọng, không bao giờ để lại bất kỳ một câu hỏi nào mà không trả lời. Nếu đó là một câu hỏi nhiều điểm và bạn chỉ trả lời được một phần thì cứ viết ra ngay cả khi nó không đầy đủ. Không có vấn đề gì cả, ít nhất nó cũng mang lại cho bạn một điểm. Vì vậy, chỉ cần viết bất cứ những gì mà bạn biết, mỗi điểm đều quan trọng, không được để lại câu hỏi nào mà bạn chưa cố gắng. Sai lầm thứ năm mà các học sinh mắc phải đó là họ dành rất nhiều thời gian chỉ vì một câu hỏi. Nếu bạn bị mắc kẹt ở bất cứ đâu hoặc bạn không thể tìm thấy giải pháp cho một vấn đề thì hãy bỏ nó đi và quay lại với nó khi bạn đã có thời gian rảnh. Hãy lấy thời gian làm bài thi chia với số câu để có thể nhắm chừng được số thời gian bạn nên dành cho một câu hỏi. Một sai lầm cuối cùng cũng như quan trọng nhất mà các thí sinh mắc phải đó là họ thường thảo luận và viết kết quả sau khi làm xong bài thi. Đúng rồi ạ, bạn không bao giờ nên thảo luận về kết quả sau khi bài thi đã làm xong, bất kể nó tệ hoặc tốt đến như thế nào. Các bạn đừng thảo luận với bất kỳ ai cả. Kênh sẽ nói cho các bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu các bạn làm như vậy. Được rồi, sau khi thảo luận, nếu bạn phát hiện ra bạn bè đã viết một câu trả lời khác, bạn sẽ bị căng thẳng và lo lắng một cách không cần thiết. Điều này rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến bạn cho các bài thi sắp tới. Bạn sẽ liên tục lo lắng và rất áp lực với bản thân mình để cố gắng đạt điểm tốt hơn trong những bài thi sắp tới. Nhưng với sự căng thẳng đó trong tâm trí, kết quả sẽ không có gì tốt đẹp cả. Vì vậy, hãy tránh thảo luận về bài thi của bạn. Tổng kết lại thì đây là các sai lầm mà các bạn không bao giờ nên thực hiện trong các kỳ thi. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng không có bí mật nào ngoài sự chăm chỉ và quyết tâm. Đồng thời, các bạn hãy tiếp tục tin tưởng vào bản thân mình và trông chờ vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Chúc tất cả các bạn những điều tốt đẹp nhất cho kỳ thi của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút bật thông báo để cập nhật các thông tin mới nhất của kênh nhé.